ta tiếp cận quý vị. Mặc dù căng đắng rất chậm, thời gian đó hoặc khi quý vị bản sắc, họ đột nhiên đất ngộ, biết quý vị là tấm gương tốt, họ sẽ nhớ đến và theo quý vị. Trong thế gian, nhiều người như vậy không biết bị xã hội được an toàn. Nhân tin an lạc. Cho nên, một người tinh tấn tu học có thể khiến chúng sanh đoạn biến ảo, có thể khiến thế gian được an lạc. Đây là thật không phải giả. Bất động quan tự tại tiên phương nhìn thấy ngài chứng được, ngài tu học thành tựu bằng phương pháp này, dùng phương pháp này tự tại thời gian sẽ tiếp bạn về cô chưa. Thank you.